Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece Chat Channel Shonen Action. Trong cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu One Piece, Ruffy Muzum bắt đầu ra khơi cũng chỉ là một hải tặc không có bất cứ danh tiếng gì cả, xuất phát từ East Blue. Sau đó, anh lù nhà ta đánh bại hải tặc Along. Along là một thuyền trưởng của bang hải tặc người cá Along, hắn đặt theo tên mình, và hắn cũng là cựu thành viên của bang hải tặc Sunny. Along là một tên cướp biển với một số tiền thưởng truy nã khá lớn. Hắn là kẻ thù của hải quân và có số tiền thưởng truy nã cao nhất trong biển Đông cho đến khi bị Muzum đánh bại. Sau chiến thắng đó, Luffy nhận được mức tiền thưởng truy nã đầu tiên của mình. Sau đó, Luffy hỏi thăm đến các thất vũ hải là Crocodile và Gecko Moria. Crocodile là một cựu Shichibukai được chính phủ thế giới công nhận. Hắn không chỉ sở hữu năng lực cát của trái quỷ Tsunasunanomi mà còn có sức bền, khả năng chịu đựng, khả năng phục hồi phi thường. Trận đánh giữa Ruffy luôn được đánh giá là một trong những cuộc chiến đáng xem nhất One Piece. Trước khi bị Ruffy đánh bại được Crocodile thì hắn chính là đối thủ đầu tiên khiến Ruffy phải nếm mùi thất bại. Do đó, việc Ruffy có thể đánh bại được một thất vũ hải chính là bước đệm lớn đưa tên tuổi của một kẻ vô danh và băng mũ rơm được hải quân chú ý hơn. Monkey D. Ruffy là người đóng vai trò chính trong việc tiêu diệt quân đội zombie và đánh bại thất vũ hải Gecko Moria. Cả hai đều có cùng mục tiêu trở thành vũ hải tặc. Moria đã hai lần định lấy cắp bóng của Ruffy để chuyển sang cho War và War Junior trong cả hai trận chiến ở Thriller Bark và Marineford. Khi biết tin người đứng đầu quân cách mạng Dragon là cha của Ruffy, hắn đã tỏ ra rất sốc. Ngoài các thất vũ hải trên, bang hải tặc của Ruffy còn sống sót được sau sự phá hủy của NS Lobby, sống sót sau trận chiến tổng bộ Marineford, được phát hiện là con trai của Dragon, và Ruffy dần đã trở nên được kính trọng hơn. Sau time skip, Doflamingo là một trong những đối thủ khó nhằn nhất mà Ruffy từng đụng độ. Hắn cũng là đối thủ mạnh đầu tiên của Ruffy, sở hữu cả Haki Vũ Trang lẫn Haki Bá Vương, và có thể thức tỉnh sức mạnh của trái ác quỷ Eater Eater Nomi. Thế nên, để đối phó với một con quái vật mang sức mạnh phi thường như vậy, Ruffy phải bộc lộ Gear 4, tuyệt chiêu mạnh nhất của cậu khi đó và cũng là kết quả sau 2 năm luyện tập không ngừng nghỉ. Sau khi đánh bại được Doflamingo, một thất vũ hải cũng là tên trùng của thế giới, danh tiếng của Ruffy và băng mũ rơm càng nổi danh ở tân thế giới. Ruffy nhận được một số biệt danh và danh hiệu từ trước cho đến nay. Tất nhiên, chức danh được đề cập không phải là giáo sư tiến sĩ hay những thứ tương tự, mà là một danh xưng tuyệt vời. Chúng ta sẽ xem anh ta được gọi là gì nhé. Thứ nhất, thuyền trưởng của băng mũ rơm. Điều này là điều rõ ràng. Ngay từ đầu, Ruffy có danh hiệu là thuyền trưởng của băng mũ rơm. Băng mũ rơm ngày càng mạnh mẽ hơn theo thời gian và hiện được hỗ trợ bí mật bởi một đại hạm đội mũ rơm sẵn sàng được triệu tập trong trường hợp khẩn cấp. Thứ hai, siêu tân tinh. Kể từ khi đến Sabaody, người phát hiện ra rằng Ruffy là một trong 11 siêu tân tinh, hoặc gọi là siêu tân binh. Đây là danh hiệu dành cho những tên cướp biển có tiền thưởng truy nã lên tới 100 triệu belly. Ruffy thực sự đã đạt đến cấp độ này kể từ khi anh ta đánh bại Crocodile. Thứ ba, một trong 12 thế hệ tồi tệ nhất. Sau Marineford, 11 siêu tân tinh cộng với Teach được coi là thế hệ tồi tệ nhất. Luffy và Zoro nằm trong 12 cái tên được coi là nguy hiểm này. Thứ tư, hải tặc tiền tỷ. Sau khi Luffy trốn thoát khỏi đảo bánh, cậu ấy đã có được số tiền thưởng truy nã của mình là 1,5 tỷ belly. Con số 1 tỷ belly không phải là trò đùa đối với những tên cướp biển. Đó là cấp độ của một chỉ huy tứ hoàng. Thứ năm, ngũ hoàng. Theo Morgan, Luffy xứng đáng được gọi là hoàng đế thứ năm sau khi trốn thoát khỏi đảo bánh mà cả bang hải tặc vẫn còn sống sót. Dù nghe có vẻ hay ho, nhưng Luffy thực sự vẫn phải chứng minh rằng mình xứng đáng với danh hiệu tứ hoàng này. Nếu có thể đánh bại được Kaido, Ruffy chắc chắn xứng đáng với danh hiệu hoàng đế thứ năm. Tất nhiên, có một danh hiệu mà Ruffy vẫn hằng mơ ước, đó chính là vua hải tặc, nhưng tại thời điểm này, Ruffy vẫn chưa giành được danh hiệu đó. Danh hiệu gần nhất mà Ruffy có thể đạt được đó chính là hoàng đế thứ năm, nhưng để trở thành một hoàng đế thì ngoài tiền truy nã cao khủng khiếp và các thành viên trong băng của mình mạnh mẽ ra, Ruffy vẫn cần một lực lượng ủng hộ để tạo ra một thế lực cho riêng mình. Mặc dù Ruffy thực ra không có ý định xây dựng đế chế của mình, tuy nhiên, quan hệ của Ruffy trong One Piece cho đến bây giờ là chứng minh rất rộng. Ruffy có mối liên hệ với hầu hết tất cả các cơ quan trên thế giới, kể cả những hải quân chuyên xử lý bọn cướp biển. Nhiều người là bạn với Ruffy và có thể sẽ giúp đỡ anh lù khi một trận chiến lớn nổ ra. Thứ nhất, Ruffy có mối liên hệ chặt chẽ với các hải tặc lớn. Mối quan hệ của Ruffy trong One Piece được tiếp cận rất nhiều hải tặc tốt bụng. Riêng đại hạm đội mũ rơm của các thành viên như Bartolomeo, Hajudin và nhiều cái tên tuổi khác. Chavagalo cũng được coi là đồng minh của Ruffy, bởi vì Lo chưa bao giờ tuyên bố mình là thành viên của đại hạm đội mũ rơm, nên Lo là đồng minh duy nhất của Ruffy chống lại Doflamingo ở Dressrosa, và bây giờ Wano thì chống lại Kaido. Không chỉ bao gồm những hải tặc tốt, Luffy ít nhất đã làm việc với một số tên hải tặc vô đạo đức khác, ví dụ như Crocodile và Buggy. Họ đã từng chiến đấu với Luffy, nhưng trong quá khứ họ cũng đã hợp tác với Luffy để chiến đấu với kẻ thù chung. Thứ hai, Luffy có mối liên hệ chặt chẽ với các vương quốc. Rõ ràng hải tặc là bạn của hải tặc, vì vậy liên minh với nhau có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng hải tặc lại là người bạn tốt nhất với nhân vật hoàng gia thì điều đó thật tuyệt vời.
Mối quan hệ hoàng thất của Luffy bao gồm Hoàng gia Alabasta, Hoàng gia Ryugu, Hoàng gia Red Rosa, lãnh đạo Vương quốc Sakura và người thống trị Amazon Lily chính là Bo Hancock. Nếu Luffy thành công trong việc giúp đỡ các cuộc đảo chính của Flaming Samurai trước Shogun Orochi, thì Luffy cũng sẽ có mối liên hệ với các samurai ở vùng đất Wano thông qua Momonosuke và Hiyori. Thứ ba, Luffy cũng có mối liên hệ trong hải quân. Mối liên hệ của Luffy với hải quân thậm chí không phải là một kẻ thù hoàn toàn, có ít nhất hai nhân vật có thể được coi là đồng minh trong đó. Có Gap, ông là người trước time skip đã có thể thư giãn về cháu trai của mình và chỉ đuổi theo Luffy sau khi bị cưỡng bức. Ngoài ra, còn có Kobe, một nhân vật thần tượng Luffy đến mức cậu ấy đã khóc khi đọc được tin tức về hành động của Luffy tại đảo bánh. Thứ tư, mối liên hệ của Luffy với quân đội cách mạng. Người anh em thân yêu nhất của Luffy chính là Sabo, anh là cánh tay phải của quân đội cách mạng. Trong khi đó, cha của Luffy là thủ lĩnh của quân đội cách mạng. Ivankov và Inazuma, hai nhân vật đã giúp đỡ Luffy cũng là những chỉ huy quân cách mạng. Nếu Luffy muốn một trận chiến với chính phủ thế giới, Dragon và Sabo chắc chắn sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào. Thứ năm, quan hệ của Luffy với Yonko là Shanks. Hầu như tất cả các Yonko đều là kẻ thù của Luffy, nhưng chỉ có duy nhất một người là người bạn của Luffy, đó là chú Shanks và băng hải tặc của anh ta. Luffy biết Shanks và tất cả các chỉ huy của băng tóc đỏ. Những người Luffy không biết trong băng của Shanks rất có thể chỉ là những thành viên mới như Rockstar. Nhưng Shanks có phải là người quen duy nhất của Luffy trong nhóm ngũ hoàng không? Dường như không. Charlotte Pudding đã từng là đồng minh của băng mũ dơm nhờ có Sanji và cô gái này vẫn là thành viên của băng Big Mom. Sau đó là Charlotte Katakuri, một người dường như đã coi Luffy là bạn kể từ khi sau trận chiến kết thúc. Thứ 6, sức ảnh hưởng của Luffy ở các thành phố. Những khu vực không được cai trị bởi các vị vua như là Kokojashi, Water Seven và nhiều thành phố khác mà Luffy đã giúp đỡ trên con đường phiêu lưu của mình có mối liên hệ tốt với băng mũ dơm. Thứ 7, trước khi bị giải tán, hầu như tất cả các Shichibukai đều đã giúp đỡ Luffy. Bây giờ, các thất vũ hải được tính giống như các hải tặc đơn thuần và đang bị truy nã. Nhưng trước khi bị giải tán, lúc họ vẫn còn tư cách của một tổ chức đặc biệt được chính phủ thế giới phê duyệt, hầu như tất cả Shichibukai đều giúp đỡ Luffy. Những nhân vật duy nhất không giúp đỡ băng mũ dơm đó là Doflamingo, Weevil và Gecko Moria. Chỉ kể ra như vậy thôi, các bạn đã thấy mạng lưới lớn thế lực của Luffy trong One Piece lớn đến mức nào. Hiện giờ nếu tính thế lực lớn nhất đối lập với Luffy, dường như là chính phủ thế giới. Ngoài ra còn có dâu đen, vẫn là một vật cản đối với Luffy trên con đường đi tìm One Piece. Bạn nghĩ sao về thế lực của Luffy trong One Piece? Bạn nghĩ Luffy đã đủ sức để khiêu chiến với chính phủ thế giới, để xây dựng một thế giới tự do sau khi trở thành vua hải tặc chưa? Thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.